Zanesh. Tuyển Anh ST Liker Tiếp Pháp CDM Petit. Chắc chắn là Petit rồi. 46 tỷ lượm. Ghi đi. Tôi nghĩ sẽ có một con 99, một con 98. Brazil CDM à? Fernandinho. Trời ơi. Né làm sao? Ơ. Ơ Fernandinho là ngon nha. Xem nào. Nếu như mà 99 à? Nếu Brazil rồi thì dựng phát này Argentina đi. Veron đi xem nào. Fabinho là được nha. Đúng team của bác ấy chơi luôn đấy, team Real luôn á. Hà Lan á. Hà Lan xe mở. Wijnaldum lên được tận 115 rồi. Hơn cả mong đợi hơn gì nữa. Wijnaldum mở xe được. Thôi cho Brazil ST cho nó dễ chứ. Hà Lan CF Johan Cruyff tôi buồn lắm á. Vô nào. Brazil Đức à. Lothar mà thò. Mà cần ba lách à. Hay là ba lách được nhỉ. Giời ơi. Hơi lộn rồi nha. Rồi, nhà mình chuẩn bị đến chương trình chính rồi đây. Ai cần ra ba lát à? Nói chung là kèo này thì đang rơi vào cái giá trị gọi là ổn. Mọi thứ đều đang ổn. Vậy thì cái sự kiện này bạn bác ấy chơi thì quyết định cho việc ngon hay cùng là ăn hết ở gói kia rồi. Yo! E21 đầu tiên. Chơi. Ra gì đây? Bồ đào nhá. Ôi vừa thấy ông nào trên kênh chat bảo 96 này nhé. Cay thật đấy. Ôi trời ơi, bò dín. À. Trời ơi. Sao có thể ra được con này đây? Ronaldo đâu? Benzema đâu? Mắc quá hay đâu? Đang vừa mới bảo là sự kiện này ăn nhau ở gói này cút luôn chứ. Mọi thứ đều rất là ổn cho nên khi đến mở gói chính. Đây, các giá trị mình mở đều rất là ổn luôn. Đây. Ôi trời ơi. Thôi rồi. Không phải nói gì nhiều nhờ Khoa nhờ. Khả năng cao chú cháu mình chuyển luôn thử gói này xem nào. Nè. Khoa, thắt chặt dây toàn vào Khoa ơi. Chặt dây vô. Tại vì chơi trò mạo hiểm thế này chuẩn bị lên cao lắm ấy nên là cháu phải có cái dây an toàn. Chuẩn bị một kéo siêu phẩm này. Đồ. Chơi. Nào, lửa. Sơn chốt. Ông nào đây? Người áo. Phở lốp à? Ôi giời ơi. Khoa ơi, sao lại như lạ này? Từ Khoa ơi, thở được, vẫn còn. Cố trụ đấy là tí cho lên cùng nhá. Bình tĩnh Khoa. Bấy khâm. Nào. Kaka. Được, ok chưa? Đây, để chú quẩy cho Khoa gói LN xem nào. 105 à? Tôi đoán phải là sẽ là 107. Vì đích cộng 5 chẳng hạn. Pháp. CB Pháp à? Blanc. Đúng luôn. Rồi ôi, 112 à? Thế là 106. Được chứ. Ổn. Bằng lơ. Ô, tiền 3 kèo liên tiếp MU rồi đúng không?
Gích Kin Blanc Xếp Bỉ à? Meten à? Trời ơi à, nghe nói Napoli đang cháy. Nào, mở. Ace Pháp. Xin em mở Pháp. Ngon. Ngon, ngon. Messi. Sonic chính này lại cái này được. Trời ơi. Trời ơi. Mà xem để sai đi luôn mẹ quá. Ôi ôi. Quá đỉnh. Để sai ly MC. Đó. Đấy là quá. Thở thở thở. Sai đừng sợ. Nào. Chúng ta sẽ lọc theo tên đi. Đấy. Z dưới. À Z đầu. Lukaku nào. Benzema thì đỉnh. Bale nữa. Quá nhiều kèo Real. Nhạc rốt đê. ST Pháp. Trời ơi. ST Bồ. Trời. Có lửa không? Có lửa không? Có lửa không? Nhưng mà ý là qua hẳn ra được để sai ly nhỉ. Tao nói là cũng luôn. Trời ơi, cảm ơn con rồi nhá. Thôi nói chung là may vì ra còn ra được để sai ly các thứ ấy. Ra được ghi các đồ ca ca ấy. Chú cảm ơn Khoa nhá. Cảm ơn Khoa nhiều. Kêu cảm ơn Khoa. Thôi cũng đừng buồn cháu ạ, chú thấy cũng ok mà. Lửa đi, xin một phát lửa nào. Trời ơi, cho một gói lửa đi. Ôi, gây à đã trở lại. Ôi là ngày xưa tôi mở ra từ mùa hot. Ôi giời ơi. Xưa tôi mở từ mùa hot ạ. To nói. Đây cái quả của Khoa to nói lắm mới buồn cười. Đây rồi. 106 David. Vít 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 vít. Nào. Nào. Lửa. Lửa. Cô toa ổn không anh em? Được không nhỉ? Rồi ok. Tôi vẫn ra được ca ca cho Khoa đây. Làm quả lửa. Đức à? Xem mở Đức. Xoài xanh. Đúng tim luôn. Uầy. Hay. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Sự kiện này thì mặt bằng chung thôi. Anh em nào mà chịu khó ấy, thì anh em mở hết ra xong anh em bán thì khá là ổn đấy. Phải là 20 U là đẹp này. 20 U thì giá nó chuẩn hơn. Brazil sẽ mở lại Coutinho rồi. Nhìn chán đời chết nhờ. 99 Pháp này. Lucas Paredes. Ê, ra được 115 nha. Ủa? 879. Sao giữa một rừng 115 có những kèo ngon hơn như là Seedorf hoặc là Roy Keane thì không ra, ra Lucas Paredes men. À, phát trước mình xếp theo lương. Mình lại tin vào lương vậy nhỉ. Lương 23 là đẹp này. Yo. Chơi. Lửa đi, lửa đi. Lửa đã. Lửa. Ui Pháp. CB Pháp. CB Pháp.
Trời ơi. Ôi, Vara của tôi đâu? Cái này thư ký kim này. Ui, bán được này. Bán được là hút nha. Thôi, bán như thế nào thì để cho bạn chủ ác bạn quyết thôi. Rồi, cảm ơn bác chủ ác nhá. Nào, chơi bài ngửa. Chơi. Đấy. Bò. Bồ Đào Nha. Hẳn luôn không biết lấy là kèo gì ở đây Bồ Đào Nha. Nhiều, khá là nhiều, Renato các thứ. Dota. Tốc độ 117, 45 tỷ. Ok. Được. À từ từ. Cái đâu cái này làm cho mình bất ngờ thì sao? Pháp CDM Petty 23 tỷ men. Ơ sao lại tự nhiên nó lại kiểu trông nó ngon ngon lạ thương đấy. Vào luôn đi. Chelsea á? Ủa, ông này có Chelsea hả? Uầy. Ui, gọi ôn kìa. Trời ơi. Đây là gói ôn có giá trị cao nhất. Gói ôn phải ra được kèo E21 giá trị cao nhất. Tin được không? Sao lại không bán được? Chelsea liền. Trời ơi, tốc độ 122. Đình 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 đình. Hài lòng. Thích phụ của anh Van Inter gọi là ngon nhất luôn mà. Khoa này có chơi không nhỉ? Khoa nhỉ? Có chơi nick phụ nữa không Khoa? Nick phụ tham. Ôi trời 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 trời. Spay bỏ qua luôn đi. Gặp quá nhiều rồi. Này, cho tôi một cái gì đấy bất ngờ nữa đi. Bất ngờ. Ờ, Zidane à? 474. Bịp nhờ. Đôi khi niềm vui nó thật là đến một cách bất ngờ. Ui. Hai lần nữa. Ô, em có bị ấn thường không? Tú Philip ơi. Cái gì đây? 035. Cảm ơn Tú Philip donate 888.888 nha. Full vòng Sandro béo E21 đi anh. Full đi anh Sandro béo này. Ui. 1.6 triệu. Trời ơi. Gì vậy? Hôm nay mấy cái rồi đấy? 1, 2, 3, 4, 5 rồi. 4 triệu rồi á. Ui, cảm ơn Tú Philip nhá, cảm ơn em nhiều. Ui, mày lại còn hai lần cho anh cẩn thận nữa. Tú Philip ông chú đáo ghê luôn á. Sợ tôi không nhìn thấy, cảm ơn Tú nhá. Cảm ơn Tú Philip, cảm ơn em nhiều. Không thừa, tại anh mít em xa đâu. Anh đang mải nạp, trời ơi. Gì vậy, lại 800 nghìn nữa. Lại biết rồi anh ơi, thôi anh xin em. Trời ơi. Ô, nó donate liên tiếp luôn mà. Không thừa. Phải anh mít em pha được. Trời anh không mít từ từ. Lại mít rồi anh. Chứ anh chưa mít. Trời ơi. Hai cái liên tiếp. Một tàng hiệu à. Bảy cái rồi. Má ơi. Nhưng mà E21 làm gì có đồ béo. Trời ơi.
Thôi rồi bây giờ anh chơi đến gói S21 thôi nhá. Anh chơi gói ôn thôi, gói hôm sau anh chơi tiếp chứ. Kênh chat bảo sự kiện nhận full á. Không em ạ, sự kiện này chỉ được một lần thôi. Cái FC nhận về bên FC nhận về bên Garena là nó không có cộng vào đây nha. 994. Cái chỗ này tất nhiên là so với anh em nạp nhiều thì không, tôi cũng không để ý trước giờ tôi nạp anh. Ừ, nhưng mà nó chỉ tính từ tháng 10 2018 gì nữa. Thì cứ tính là 1 triệu đi. Ồ có 500 củ nữa à? Ít nhỉ? So với anh em mà mình nạp ít đi. Tất cả là tại mày, cái chỗ đấy là tại Percy hết. Nói gì nói Percy thề. Gặp chỗ đấy là hơi nhiều nha. Cảm ơn Tú Philip nhá, cảm ơn em dai nhiều. Phải đô lên 8/8 nữa. Thôi 8, 9, 10. Ui. Ui tổng này 8 triệu đáng rồi. Wow. 8 triệu. Trời ơi, 8 triệu 888 nghìn. Trời ơi. Ui. Anh cảm ơn Tú Philip nhá, cảm ơn em nhiều. Yêu em rất là nhiều luôn ấy. Oh man! Oh my god! Cái gì vậy? 8 triệu 888 nghìn. Trời ơi! Damn! Vô tư đi anh dai. Ôi vãi trưởng à! Ôi bác xe ôm tặng 5.000 kim cương nữa. Ui! Cảm ơn bác xe ôm nhá. 7 số 8 ạ. Ôi trời. Ôi em cảm ơn cả bác xe ôm nhá. Cảm ơn anh. Cảm ơn bác nhiều. Vai cả trưởng rồi đấy. Ác thế nhờ. Ôi anh cảm ơn Tú Philip nhá. Cảm ơn em nhiều. Thôi rồi. Em ấy đã donate tận 20 cái. Cái gì đấy? Cái gì sấm sét vậy? 10.000 kim cương. Man. Wow, đêm hôm công ám sát tôi rồi. Thôi rồi bạn Tú Philip, bạn ấy đâu nó lên tổng cộng 888 nhân 2 là bao nhiêu nhỉ? 17 triệu rồi, chẳng lẽ tôi lại không chơi full. Trời ơi. Rồi tôi sẽ chơi full rồi, tôi sẽ chơi full, ok. Yo. Có lửa không? Có lửa này. Tây Ban Nha, Rodup, Fernando Torres. Em tốt hết mềm. Em là mà chào đây thế. Trời ơi, cày thế nhờ. Ui mọi người, bò lạc này. Tự nhiên lại có con có con bò lạc này. Đây 98 nè. Nhạc Ronaldo uống nước, mở Ronaldo, man. Argentina rồi, Messi. Đó là Messi. Mười chín u à? 20 u mà. Được giá này. Có bán được. Khen nha. Cái này ra Ronaldo thì sao, man? Lửa. ST. Ôi Titanic rồi. Đen. 3-3-3. Here we go. Chơi. Pháp à? RB 3 phát rồi. Benjamin Pavard. Mấy nhanh thế. Ui sao vậy ST nhở? FSCF gì cơ mà. Ôi trời ơi. Ôi lại còn CDM nữa chứ, CM nữa chứ. Bao nhiêu kèo luôn á. Trời ơi, Pogba đâu. Hài lòng chưa? Ok chưa? Hài lòng nhá.